Thưa quý vị, sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trường Chinh. Hội nghị lần này tập trung quán triệt kết luận số 34 ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030, kế hoạch số 52 ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và kế hoạch số 84 ngày 8 tháng 9 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai kết luận số 34 của Bộ Chính trị, quyết định số 69 ngày 6 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Theo đó, kết luận số 34 của Bộ Chính trị đặt ra mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết, thống nhất và dựng kim kỷ luật kỷ cương của đảng, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, kiên quyết xử lý suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng tiêu cực trong đảng và hệ thống chính trị, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng, bổ sung, hoàn thiện phương pháp, nội dung công tác kiểm tra, giám sát của đảng trong tình hình mới, đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức đảng và đảng viên để phát huy nhân rộng, kịp thời phát hiện thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục và xử lý nghiêm khi có vi phạm. Đối với quy định số 69 của Bộ Chính trị, đây là quy định về kỷ luật của đảng lớn nhất, hoàn thiện nhất từ trước đến nay. Cái điểm mới trong quy định này tập trung ở ba nội dung chính, đó là quy định các hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới, tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với hành vi vi phạm được quy định trước, xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của hành vi, làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp với thực tiễn và đồng bộ với quy định mới của đảng và pháp luật, với mục tiêu để tổ chức đảng, đảng viên không vi phạm và không dám vi phạm kỷ luật của đảng.